cái ông đài này đến giờ đi rồi đi mổ vô chứ vay này. Đến giờ đi để mà trơ xẻ nữa chứ. Bây mình chỉ mà bây mình chửi nhàng, bây phải hỏi tao gì này, đây đây này. Alo, là vợ chồng của đài đây. Ờ đúng rồi, nhà xe ánh sáng ở trên đô lượng không? Ờ đúng đấy. Rồi, ok. Có rửa cho bay gì mà bay chửi chặt tao rồi hết khẩu. Chưa có xe đi chứ. Xe đó chứ nữa nha, xe ảnh sáng thì nó hò đòn bên. Hò đòn luôn à? Cảm ơn bạn nha. Rồi. Cảm ơn anh nha. Rồi. Nói tao rửa bay chửi chặt từ tao á. Sáng nó nhìn nó đẹp thật đi. Mà năm mắt rưỡi là thích vời. Thôi không chút chỉ luôn. Câu à.
nhà con bắt xe anh Sáng à, nôi mất rưỡi cậu ạ, xe anh Sáng ở đâu lướng á, thật chi cháy luôn á. Dạ, cậu cứ yên tâm đi, nhà con có đỏ cả, xe anh Sáng đến nhà con tin nhà luôn. Dạ, 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 rồi cậu yên tâm đi nhá. Dạ, mà nó nghĩ thì nhà xe nó toàn chở được cây đẹp thì. Tại sao em đẹp trái vậy? Hãy đầy vờ vờ ngồi trượt nào về tay lại. Tao mặt gãy đó. Thì ngồi tị cũng được chứ. Chậu trái thì ham. Thì ngồi tị ở trượt nào được. Tôi trồ cái cho rõ. Mới cảm nhận phần yếu tiến được khá cái dương đấy. Đau tiến đi xuống đấy. Ôm khóa cho tạch đấy. Khóa đi đỏ lại lại. Châu ơi, Châu. Ơi. Cho tôi đi đại gầy, mắc đầy quá. Rồi, đến điểm mới dẫn ra kia ơi. Đến điểm á, gốc cái chư mặt đầy cắn bông mỏng đây. Rồi, đem cho cậu đang đâu. Đi đẩy, đi đẩy, đi đẩy này. Tao tẩu xuống tí bỏ kìa. Rồi, ông xuống tí năm đợi, trừ quả rồi, tụi đi đẩy. Hồi chân nha. Rồi. Hồi chân tao xuống cái đâu. Đi dẹp vô. Trời chân, cỏ để trời chân rồi nè. Nhà sẽ nhiệt tay người. Ừ. Lấy đi, vờ lấy đi. Lấy lão chân nữa. Không, anh ấy. Mà luộc cả trận đi rồi. Chứ sao mà. Đền giờ ơi, xuống giờ ăn cho sạch sẽ chứ. Giờ mớ, đền giờ mớ. Luộc trận đẹp đi mà ảnh gì. Tìm đây nó sẽ hò chân mà ảnh gì. Cỏ luôn á. Không có. Tối luộc trận ngắn là ông ăn cho ông nhìn đòi. Đây. Nước. Nước á? Nhà xe có nước không nhà xe? Vâng. Từ cho nó bay lên. Nọt cả tay ý đâu. Để mấy câu ơi. Máy nhà xe có nước không? Đây. Ông chí chí chí, trường hắn cả nhà luôn. Nhà nó đồng khẩu chí chí thật. Chí ơi. Chí đang làm bao nông dân nhà em coi. Trong chi cái này đã không ai lại mặt đúng không? Chí tối tầng rồi nha. Ôi trời ơi, nửa trên xe ma nó xuống nhà đâu. Mày sao ngổn tao à? Để nó nằm trên xe khách đi. Chí tối tầng rồi nha, nhà ai biết được. Mà như kiểu mà thân lắm. Vừa trong câu đài ơi. Dắt câu. Điểm xuống rồi, chuẩn bị kiểm tra lại thì đi xuống xe nhá. Điểm điểm đó, nhanh ơi. Điểm câu đã đón chưa? Được, tấu đi người nữa ở nhà đấy. Kiểm tra lại thì đi. Rồi. Ờ, điểm đó nhá. Tầm khóa cho câu em đây. Tầm khóa xuống mà đi bộ. Điểm đó nhanh ơi. Ba con vô ở lại vui vẻ nhá. Dạ, câu đài, mời trong câu đài nhá. Vâng. Cảm ơn nhà xe anh Sáng nhá. Nhà xe anh Sáng tuyệt vời đó. Kiểm tra lại thì con có thiếu sót cái chi đâu câu. Đủ rồi. Tí nữa lại cho tôi bị gào về hành lý nào tôi được. Ok.